Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ chế biến món mướp đắng xào trứng. Nguyên liệu của mình chỉ gồm 2 quả mướp đắng, 2 quả trứng và 1 cọng hành lá và 1 củ hành tím đây mọi người. Giờ mình sẽ bắt tay vào làm và chế biến. Món ăn này thì rất tốt cho sức khỏe nha mọi người. Lúc nào có thời gian mình sẽ làm video nói cho mọi người biết về tác dụng của mướp đắng. Bây giờ mọi người cùng mình bắt tay vào làm và chế biến món mướp đắng xào trứng nha mọi người. Mình sẽ thái nhỏ hành tím ra. Tiếp theo thì mình sẽ thái mướp đắng. Mọi người nhớ mướp đắng này và mọi người đừng có thái mỏng quá thì mình xào nó sẽ nhũn và ăn sẽ không ngon, và cũng đừng tháo dày quá thì mình xào rất là lâu chín. Đấy, mọi người chỉ cần thái tầm khoảng 5 mm như mình là được, và mọi người theo dõi và học cách thái mướp đắng nhé mọi người. Sau khi thái mướp đắng xong thì mình sẽ vào bếp và chuẩn bị khâu tiếp theo để mình chế biến món mướp đắng xào trứng. Bây giờ mình sẽ đập trứng gà ra. Mình cho 2 quả trứng gà này vào bát con xong thì mình sẽ nêm gia vị vào để tí nữa mình xào thì gia vị nó sẽ ngấm đều vào mướp đắng hơn là mình bỏ trực tiếp vào mướp đắng nhé mọi người. Sau khi cho gia vị vào rồi thì mình sẽ trộn đều lên để cho các gia vị nó hòa tan vào trong trứng khi mình cho bát con mình đánh như thế này. Gia vị cũng đã chuẩn bị xong, bây giờ mình sẽ bắc chảo lên và bật bếp. Đợi khi nào chảo nó nóng thì mình sẽ cho dầu vào. Giờ mình sẽ đợi cho dầu nó sôi. Chảo nóng thì mình chỉ đợi một chút là dầu nó sôi thôi. Dầu cũng sôi rồi, giờ mình cho hành tím vào. Mọi người nhớ đảo cho hành nó chín đều nhé mọi người. Rồi mình sẽ cho mướp đắng vào. Hành chín như này là được rồi. Giờ mình cho mướp đắng vào để mình đảo cùng với hành. Các bạn nhớ là đảo vừa phải nhé, đừng có để cho mướp đắng nó chín quá nhé. Mình thấy mướp đắng của mình cũng chín tái rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ cho trứng lúc mình cho gia vị và mình đã đánh nó đều. Mình để bắt con, bây giờ mình sẽ cho vào đây để mình đảo cùng với mướp đắng.
Giờ mình tiếp tục đảo để cho trứng và mướp đắng nó quyện đều vào nhau. Và gia vị lúc mình bỏ vào trong trứng mình đánh đều ấy thì nó sẽ ngấm vào mướp đắng. Giờ các bạn sẽ đảo khi nào thấy trứng của mình khô thì lúc đó mình thấy mướp đắng cũng chín thì mình sẽ lấy ra và thưởng thức được. Mọi người xem và đợi mình xào chín và thưởng thức cùng mình xem món mướp đắng xào trứng nó ngon không mọi người nhé. Mình thấy mướp đắng cũng gần chín rồi, bây giờ mình sẽ cho hành lá vào và đảo đều. Khi nào chín hành lá thì mình nhấc ra và thưởng thức được. Món mướp đắng xào trứng của mình cũng chín rồi mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và cho ra dĩa để mình thưởng thức. Mọi người cùng mình thưởng thức món này nhé mọi người. Trông rất là ngon và hương vị cũng rất là thơm. Bây giờ mình sẽ thưởng thức ngay. Mọi người hãy ăn cùng mình nhé mọi người. Cuối cùng thì cũng đã xong. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem sao. Nhìn thì rất là hấp dẫn và rất là thơm. Mời mọi người nhé. Rất là ngon mọi người. Nó mướp đắng thì nó vừa chín tới, nó rất là giòn và có vị thơm của trứng nữa. Gia vị cũng đã ngấm đều vào mướp đắng, ăn rất là vừa miệng. Mình mời mọi người nhé. Rất là ngon. Mọi người hãy thử và món mướp đắng xào trứng giống mình nhé. Để ăn để xem cảm giác hương vị của nó như thế nào. Thôi mình bây giờ mình sẽ cắt video ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Mọi người nếu ai mà thấy hay hãy bấm like và bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.